Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với vlog tiếp theo của Bibalo. Và ngày hôm nay thì đây là một cái clip khá là đặc biệt, khi mà Bill sẽ chia sẻ lại cái hậu trường quay của clip về cung đường Nha Trang và Phú Yên trong chương trình Thoại Khám Phá cùng Hyundai Kona. Thì lúc đầu thì không có chủ đích làm clip hậu trường, cho nên về dừng lại thì thấy thiếu rất là nhiều sụt. Cho nên bây giờ sẽ cùng ngồi ôn lại những cái hậu trường rất là đáng nhớ trong quá trình thực hiện clip này, các bạn cùng theo dõi với Bill nha. Thì để bắt đầu chia sẻ về cái clip hậu trường này thì tụi mình cũng nói qua về cái bối cảnh mà tụi mình đi vào thời điểm đó. Tụi mình bay từ Sài Gòn đi Nha Trang thì phải nói là cái thời điểm đó thì tụi mình không dám chia sẻ là tụi mình đi Nha Trang luôn, tại vì sợ cộng đồng kỳ thị khi mà quay về lại thành phố Hồ Chí Minh. Và tụi mình chỉ dám chia sẻ những cái khoảng thời gian tụi mình ở Phú Yên thôi, bởi vì như các bạn cũng biết thì mình đi là ngày 7 tháng 2 năm 2020, thì cái thời điểm đó thì Nha Trang cũng đã lắng nhịp rồi, nhưng mà trước đó thì Nha Trang đang là điểm hot trong cái dịch Covid-19. Thì khoảng thời gian trước đó thì có một người ở Khánh Hòa là tiếp tân khách sạn thì cũng đã dương tính với virus Covid-19, cho nên là cái khoảng thời điểm đó thì Nha Trang đang là một điểm khá là nóng trên toàn quốc. Và mình có nhớ một cái ngày là cái ngày mà trước khi xuất phát 2 ngày thì ban tổ chức có nhắn tin cho mình là bây giờ dịch như vậy thì team em như thế nào. Thì thực sự khoảng thời gian đó thì mình khá là giận ban tổ chức, tại vì là chỉ còn 2 ngày nữa thôi thì tụi mình đã khởi hành rồi. Và trước đó khi mà cái bạn thí sinh của mình nhận thì ở Hải Phòng thì bạn cũng khá là lo lắng. Thì tụi mình ở Sài Gòn thì tụi mình cũng cũng biết, mọi người biết là lo lắng với nhau, nhưng mà cũng không ai nói một cái điều gì về cái vấn đề này, bởi vì ai cũng biết là hợp đồng thì đã ký rồi, và nếu mà mình không thực hiện hợp đồng đó thì cái điều khoản phạt thì rất là lớn, và lớn nhất là cái uy tín của Bill với cả chương trình, tại vì mọi người đang PR cho cái chương trình đó rất là nhiều. Thì tụi mình cũng động viên nhau và tụi mình có làm những cái mặc dù không nói trực tiếp, nhưng mà tụi mình luôn luôn là thôi thì mình sẽ có biện pháp phòng tránh và chống cái dịch này khi mà tới Nha Trang. Thì 2 ngày nếu như mà ban tổ chức không nhắn tin nhắn đó thì mình nghĩ là không có vấn đề gì hết, nhưng mà ban tổ chức nhắn cái tin nhắn đó là mình cũng hơi buồn và thất vọng, bởi vì là chỉ có 2 ngày thôi thì hỏi để làm gì, đúng không? Thì rồi mình cũng trả lời rất là thành thật luôn, thì mình cũng nói là bây giờ tụi em lo thì làm sao. Ban tổ chức mới trả lời một câu là thì đổi cung đường. Các bạn có thể thấy là tụi mình để chuẩn bị cho cái chuyến đi này, để chuẩn bị cho cái hành trình quay tại Nha Trang và Phú Yên, thì tụi mình phải chuẩn bị trước cả 1 tháng, về rất là nhiều thứ, về book khách sạn này, về cung đường, về địa điểm, về kịch bản. Quan trọng nhất là kịch bản, tụi mình còn chia ra cái kịch bản làm 2 kịch bản. Một kịch bản là mình sẽ đi với một bạn nữ, và một kịch bản là mình sẽ đi với một bạn nam. Nếu như mà cái người thắng cuộc là nam hay nữ thì đều được. Đó, thì giờ tụi mình đã chuẩn bị rất là nhiều thứ. Bây giờ nói đổi cung đường thì làm sao? Rất là, có phải là một cái câu hỏi rất là không có tính chất quan tâm. Cho nên là tụi mình cũng hơi buồn. Nhưng mà không sao, thì tụi mình cũng nói với ban tổ chức là thôi, tụi em cũng đã có những cái phương án chuẩn bị về tinh thần trước rồi, thì đi thôi. Thì tụi em sẽ cố gắng là đi theo cách mà tốt nhất để mà tự bảo vệ cho bản thân. Thì các bạn có thể ra cái thời điểm đó thì sân bay không có một ai luôn, sân bay rất là vắng người, và cái lúc mà mình check in đi Nha Trang á thì vắng lắm, rất là rộng rãi luôn, và không có ai mà tranh giành với tụi mình hết về cái khoản check in hết. Cho nên là khi mà vào check in thì cũng nhanh, và ra tới sân bay Nha Trang thì mọi thứ nó cũng diễn ra rất là nhanh, và tụi mình tiến về trung tâm thành phố và nhận xe luôn. Đã buồn. Bây giờ mình đang ở showroom của Hyundai. Bây giờ đang nhận xe từ Nha Trang để chuẩn bị cho chuyến hành trình. Hy vọng là một chiếc xe có màu, nhưng mà chỉ nhận được một chiếc xe màu trắng. Tại vì là ngoài trước thấy quá trời xe trắng. Xe này đấy. Có lưu ý gì không anh? Lái xe mới. Mấy xe này có lưu ý gì không? Không, anh kiểm tra anh đã đủ rồi đó rồi. Dạ, ok anh.
lo lắng mọi người ạ. Có chút lo lắng. Có người nào để này Bill nói với mình á là bây giờ có bạn nào để bán đồ tới số 2 như mình thay đi để Bill chạy theo nè. À. Ok. Để sợ bản đồ trước rồi sẽ nói lo lắng sau. Sợ bản đồ trong trong lo lầy. Cái gì số bao nhiêu gái? Số 2 Nguyễn Thị Thai. Số 2 Nguyễn Thị Minh Khai. Hello. Cầm đồ cá nhân của em đi, cầm đồ. Ngồi về trước này, mai ngồi về trước. Hello chị. À, hello em. Trời ơi, đợi quạnh người. Không quá. Giờ mới được nghe giọng của em. Dễ thương quá. Em rất là... Cái khoảng thời gian mà mình tới Nha Trang thì cũng khá là trưa rồi, cho nên là tụi mình đi ăn nem nướng. Thì ở Nha Trang có một quán nem nướng rất là ngon, thì các bạn lên mạng thì các bạn search là nem Ninh Hòa Đặng Văn Nguyên. Thì khi mà các bạn vào đó thì các bạn sẽ được thưởng thức nem nướng. Và trong đó có khá là nhiều, nhưng mà mình khuyên các bạn là chỉ nên ăn nem nướng thôi. Tại vì mình ăn những cái món khác nướng không ngon, ví dụ như bò nướng hay là gì đó thì mình không có thấy ngon. Mà chỉ có nem và nem chua nướng thì cũng khá là ngon. Tụi mình ăn rất là nhiều nem, bởi vì thực ra là tụi mình đi ăn là chính, là cho nên là ăn rất là nhiều nem. Đây là cái bối cảnh mà tụi mình quay đầu tiên trên cái cung đường từ Nha Trang đi Phú Yên. Bởi vì cái clip là thể hiện cái cung đường, cho nên là tụi mình cũng muốn là lồng ghép những cái đặc trưng của cái cung đường từ Nha Trang Phú Yên. Thì tụi mình đi qua một cái đoạn khá nhiều là cánh đồng lúa hai bên rất là đẹp, và cũng buổi chiều nắng nắng rất nắng vàng cũng khá là tươi, nên là tụi mình dừng lại ở ven đường và tụi mình bắt đầu làm một cái phân cảnh là trên đồng lúa. Thì cái phân cảnh này hơi lâu bởi vì là sao ta, bởi vì là bạn thí sinh đi chung với mình thì cũng không có quen diễn, cho nên là khá là mất thời gian ở phân cảnh này. Và nhưng mà hôm sau thì cuối cùng là tụi mình cũng có những cái tiết phim chạy trên đồng khá là đẹp. Nhưng mà lúc mà làm thì cũng bực mình lắm đó, tại vì là bạn diễn có nhiều cảnh khá là phải quay đi quay lại rất là nhiều lần. Bù, ôi trời ơi, tóc đầu tóc bù. Trời ơi, ngon á, trời ơi. Hành trình đi vô. Đây là cái máy đầu tiên của hành trình Kona Vindai. Vindai Kona. Cái bối cảnh rất là đẹp. Bây giờ nó đẹp là tại vì là lúa nó đã cao rồi và nó rất là chịu bông. Mình nhìn góc này là thấy đẹp rồi này, thấy không? Đó, nhìn thấy người đi là thấy đẹp rồi đó. Mình có một cái ấn tượng với cái cung đường từ Nha Trang đi Phú Yên, đó là cái hầm đèo cả, hầm đường bộ đèo cả. Bởi vì cái hầm đường bộ này á, thì khá là dài lắm các bạn, đi mà không biết khi nào mới thoát khỏi hầm luôn. Dài lắm, và cái phí qua cầu này là 90.000 đồng. Và các bạn nhớ nha, khi mà vừa qua đến hầm đường bộ đèo cả thì có một cái biển giới hạn tốc độ là 50 km/h và rất là dễ bỏ qua. Và mình cũng khi mà mình đi xe trên đường thì mình đã bỏ qua cái biển này, và cuối cùng là mình chạy hơi quá tốc độ một chút xíu và bị phạt. Thì các bạn nên lưu ý cái vấn đề này, là khi mà vừa qua hầm đường bộ đèo cả thì có một cái giới hạn tốc độ 50 km/h, các bạn nhớ lưu ý cái bảng này. Wow. Đây. Lúc mà về tới Phú Yên á, thì trời cũng chiều rồi, cho nên là tụi mình cũng không có quay được nhiều. Mình cũng không có quay được nhiều cảnh ở Phú Yên luôn. Và tụi mình cũng tiến hành đi ăn. Thì cái clip á, thì không có cái cảnh ăn. Tại vì là cái mình cũng không có... Trong kịch bản mình cũng không có đề cập đến cái việc ăn, tại vì mình sợ cái clip nó dài lê thê. Cái nội dung của clip là làm bật lên cung đường từ Nha Trang đến Phú Yên và những điểm đến ở Phú Yên. Trong kịch bản mình là vậy, cho nên nếu mà đưa vào cái phân đoạn về đồ ăn nữa thì khá là lâu, dài. Cho nên là tụi mình quyết định bỏ cái phần đồ ăn trong đó, cho nên là tụi mình ăn uống khá là thoải mái.
cái món ăn mà mình ấn tượng nhất ở Phú Yên mà mình đã từng nghe qua rất là nhiều lần rồi đó. Hai món thứ nhất là mắt cá ngừ. Mắt cá ngừ siêu ngon luôn, mắt cá ngừ ở đây ngon. Các bạn tới Phú Yên thì có thể search cái quán là Sơn Đồ Bổ để ăn, bởi vì cái quán bờ kè đó thì có rất là nhiều quán bờ kè, nhưng mà ngon thì chắc là mình đề xuất là quán Sơn Đồ Gỗ. Các bạn search trên Google các bạn sẽ thấy. Và cá bò da nướng, trời ơi nó dai mà nó tươi mà nó ngon hơn Sài Gòn rất nhiều. Rồi, đây là mỗi cảnh mà tụi mình có khá là nhiều cái kỷ niệm ở đây. Tức là cái này là ngày quay thứ hai, sáng ngày quay thứ hai thì tụi mình xác định đây là một cái điểm quay key của cả nhóm. Đó chính là cái điểm quay đón bình minh trên mũi điện. Thì tụi mình đã phải thức dậy từ 3 giờ sáng. Hôm qua thì làm việc đến 11 giờ đêm và trải qua một cái hành trình khá là dài. Và ngày hôm sau phải làm việc từ lúc 3 giờ sáng thì mình sợ là ai cũng mệt. Mình là người dậy đầu tiên để đi gõ cửa từng phòng để mà nhắc các bạn dậy, thì không ngờ là các bạn cũng dậy rất là đúng giờ. Very good. Cái này thì mình đánh giá cao cái team của mình làm việc rất là nghiêm túc. Và 3 giờ sáng thì tụi mình bắt đầu di chuyển về tới mũi điện, thì lúc đó trời tối om luôn, tối ơi là tối. Và có một cái xui xẻo nữa là trời mưa thì chắc chắn rồi là rất là lo, bởi vì là trời mưa thì mây mù thì sẽ không có mặt trời, không có mặt trời thì sẽ không có bình minh, cho nên là cái cảnh quay của nó sẽ giảm 50% cái hiệu ứng, cho nên tụi mình khá là buồn. Nhưng mà trong đêm thì tụi mình cũng hy vọng trời sáng mai sẽ sáng, nhưng mà thực sự là trời không sáng được miếng nào hết. Buổi tối đó thì mình nhớ là vào khoảng 4 giờ sáng, khi mà tụi mình tới 4 giờ kém thì sau khi mà rà soát địa điểm, tức là tất cả phải dùng bằng cái đèn pin điện thoại, bởi vì là tối mù không có thấy gì hết. Và tụi mình chọn ra được một cái góc rất là may mắn, thì cũng rất là may mắn chọn ra được một cái bãi đất trống, ở không phải là đường đi mà là sẽ là một cái mảnh bãi đất mà nó vô ra một chút. Ở bên dưới là cái vực, còn ở bên đây là bãi đất trống rất là rộng. Thì mình cố gắng dè xe ra sát cái vực để mà sáng mai là mặt trời vừa lên là cái mình vừa quay luôn, vừa có ánh sáng là mình vừa quay luôn. Cái đoạn này thì rất là, ở trong thì mình rất là lo, bởi vì ở trong thì có một mình che xe thôi, và mình thì ánh sáng thì không đủ để mà quan sát. Cho nên khi mà đó thì cái anh quay phim ảnh đứng phía sau và ảnh chỉ đạo rất là nhiều, và mình cũng vừa đạp thắng và vừa đạp ga, và vừa đạp thắng chứ không dám đạp ga luôn, vừa đạp thắng và nhích từng tí một. Và ngoài trời thì mưa và rất là lạnh, trên đó cao, gió rất là nhiều, và mọi người thì không ai dám ngồi trên xe khi mà mình thực hiện động tác dè xe tiến tới để mà đặt xe đúng vào cái vị trí mong muốn á. Và sau khi mà mình nhớ là khi mà mình đã cố định được cái xe rồi thì mọi người anh quay phim rất là lanh trí, là lấy những cái cục đá rất là to để mà chèn trước cái bánh để nó khỏi trôi. Và mọi người lên xe và nói là đừng có ngủ ở trên xe, đừng có ngủ, đóng cửa lại chờ cho trời sáng. Nhưng mà cuối cùng là mình nhớ là bốn đứa ngủ hết, ngủ một lúc phải nói là khoảng 30 phút, rất là dài, trời vẫn chưa sáng. Và khi mà trời bắt đầu sáng thì tụi mình bắt đầu thực hiện những công tác quay, thì cũng ráng quay cho nhanh, bởi vì lúc đó là mưa, cứ mưa một đợt rồi lại hết, mưa một đợt rồi lại hết, thì tụi mình là không muốn dính mưa, cho nên là tụi mình làm rất là nhanh trong cái thời điểm đó, và gió rất là nhiều nữa, mình làm rất là nhanh. Và khi mà mình bắt đầu làm xong là trời vừa đổ mưa xuống rất là nhiều, và cũng hên là cái cảnh đó là quay xong và cũng xài được chứ không phải là không xài được. Cho món ngọt. Anh nghĩ anh cảm giác sau 2 ngày quay của anh như thế nào? Anh chưa làm được cái gì. Chưa làm được cái gì ạ? Cái địa điểm tiếp theo mà tụi mình ở Phú Yên tụi mình quay đó là cái Hoa Vàng Cỏ Xanh. Đây là một cái nơi rất là nổi tiếng, đúng không? Nhưng mà khi mà ra thì phim thôi. Chứ còn ở ngoài thì nó đẹp, nhưng mà nó đẹp kiểu không phải giống như mình suy nghĩ. Tại vì mùa này thì cũng không biết sao mà nó cũng không có cỏ xanh nhiều, cũng không có hoa vàng. Nó cũng là một cái bãi đất trống trơ, xong rồi gió thì nhiều, ở trên chả có gì, ở dưới là biển vậy thôi. Còn hoa vàng cỏ xanh thì nó có nhúm ở cái đường đi lên thôi, hết rồi đó. Cho nên là tụi mình cũng ráng quay được một chút hoa vàng cỏ xanh, có một nhúm lên thể hiện, cũng chưa đến giây nữa hết rồi.
Ừ. Đáng lẽ ra cái chỗ này thì cũng khá là đẹp, bay flycam đồ các thứ, nhưng mà gió to quá, gió quá mạnh đi, là tụi mình thôi, tụi mình quyết định là thôi xuống biển luôn, xuống biển rồi mình quay tiếp cái phân đoạn là biển. Ừ. Đi Phú Yên mà không quay biển thì cũng hơi thiếu sót, cho nên là tụi mình có quay một chút xíu về biển để mà thể hiện được cái cung đường này. Ở đây là bãi xếp hoa vàng trên cỏ xanh. Lên không thấy hoa vàng, chỉ thấy cỏ xanh, nhưng mà được chút xíu à. Bây giờ xuống biển rồi, xuống biển để bắt đầu quay những cái cảnh tiếp theo của ngày thứ hai. Cũng rất là may mắn là hôm nay mặc dù có mưa một chút, nhưng mà mọi chuyện vẫn đang rất là ok. Thời tiết vẫn đang ủng hộ, không quá là khó khăn. Con em có lẽ là không nên bước hoa, hái hoa như thế này. À đúng rồi, ngày quay thứ hai này thì tụi mình kết thúc là tụi mình đã kết thúc ở gần Đá Dĩa. Thì gần Đá Dĩa là một cái phân cảnh quay cũng rất là đẹp. Và tụi mình cũng dành khá là nhiều thời gian ở gần Đá Dĩa này để khai thác nhiều cái góc, góc toàn, góc trung và góc cận, để mà làm sao cho cái thể hiện được cái gần Đá Dĩa nó nổi bật. Bởi vì khi mà nhắc đến Phú Yên và khi nói về gần Đá Dĩa thì chắc chắn là mọi người sẽ nghĩ tới Phú Yên rồi. Thì sau đó thì tụi mình còn đi cả nhà thờ Mằn Lăng nữa, nhưng mà nhà thờ Mằn Lăng lúc đó là đang bị ảnh hưởng bởi Tết, rất là nhiều cờ hoa tung bay rực rỡ rồi bông bạn thọ cúc kiếp quá trời luôn, cho nên là nó rối rắm quá, tụi mình bỏ qua cái nhà thờ Mằn Lăng, tụi mình không có quay ở đó. Rồi tụi mình về cầu gỗ Ông Cọp. Cầu gỗ Ông Cọp tụi mình quay, thì cầu gỗ Ông Cọp cũng là một cái điểm khá là đẹp. Mình cũng có quay một vài phân cảnh ở đó để thể hiện được cái chất của Phú Yên. Đây là cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam. Thì nghe nói là cây cầu gỗ này vào mùa mưa á, thì nó không hoạt động được đó. Và mình đi cũng ớn thiệt, ở trên thì nó rất là gập ghềnh, kiểu như nó yếu á. Nhưng mà cái cây cầu gỗ Ông Cọp này cũng là một cái mà Phú Yên sở hữu, ở những nơi khác thì mình cũng ít thấy. Ở nơi khác thì những có cầu, nhưng mà cầu nó sẽ theo kiểu khác. Ngày thứ hai tụi mình quay ở Mũi Điện là Bình Minh. Đến hết ngày hôm đó thì tụi mình về thành phố, thì tụi mình cũng quay cảnh đêm. Tụi mình cũng quay cảnh đêm ở Phú Yên, nhưng mà Phú Yên thì mọi người cũng biết rồi. Ai ở Phú Yên thì càng biết rõ hơn nữa là 9 giờ là mọi người ngủ hết trơn rồi. Chả có hoạt động gì ở Phú Yên, nếu mà nói quay cảnh đêm thì chả có cảnh đêm gì để mà quay luôn. Rồi tụi mình đi quay chợ đêm hả? Chợ đêm thì cũng chả có gì hết. Lúc mà tụi mình đi 8 giờ mọi người cũng bắt đầu dọn về hết trơn rồi. Trời ơi, đâu nữa ta? Cuối cùng là buổi đêm đó tụi mình sang, tụi mình cũng không có quay được đâu hết. À đúng rồi, nhớ là buổi chiều mình còn lên cái tháp Chàm hả? Cái đó là cái giống như cái tháp Chàm vậy đó, nhưng mà nó tên khác. Ừ. Thì trời mưa thì cũng quay không được, không biết sao mà trước đó thì nắng to vật vã, đến lúc mà tụi mình tới ngày thứ hai là ngày quay chính và ngày thứ ba là ngày quay make up, nhưng mà cuối cùng cả ngày thứ hai và ngày thứ ba trời mưa tầm tã luôn, trời mưa rất là nhiều, chỉ được một vài đoạn là trời trong, không phải trời trong nữa mà trời không mưa, để mà tụi mình quay cho có cảnh vậy thôi. Còn lại là lúc mà mình về tháp Nhạn, tháp Nhạn giống như tháp Bà Bô Sa Nư vậy đó, tháp Nhạn trời cũng mưa nên tụi mình cũng quay không được. Đến tối thì tụi mình đi vòng thành phố không chả có gì quay, đèn đó thì cũng chả có gì. Trời ơi, Phú Yên buổi tối chán thiệt, nhưng mà chán là bởi vì mình không có cái để quay thôi, nhưng mà quán cà phê hay là gì đó thì mình thấy vẫn là có, rồi cũng có nhiều chỗ ăn bờ kè rồi tụi mình đi ăn dê. Tụi mình đi ăn dê, món dê rất là ngon. Buổi tối thứ hai tụi mình đi ăn dê, dê ngon. Mình nhớ có cái món dê mà cái anh ở đó nói là cái dê gì ta, cái dê cù lao. Cái dê cù lao, cách làm cũng khá là đặc biệt. Thì mọi người khi mà tới thì nhớ tìm quán dê của Phú Yên để mà ăn, mà thử cái món dê cù lao ăn khá là ngon. Mình quên tên cái quán dê đó rồi. Cái clip này cũng không phải là một cái clip quảng cáo, cho nên là thôi thì mình nhớ đâu thì mình sẽ chia sẻ đến đó. Nói chung là ở Phú Yên ngày thứ hai thì cũng khá là ổn. Quay thì cũng được nhiều cảnh chứ không phải là ít, nhưng mà hơi mệt, tại vì là tụi mình nhớ là đến buổi trưa thì mình quay đến 2-3 giờ thì mình bắt đầu ăn trưa, sáng ăn ít, sáng ăn ít, rồi buổi trưa thì quay đến 2-3 giờ bắt đầu ăn, cho nên là cũng mệt.
Rồi buổi tối thì mình cũng ráng để quay thêm cảnh nhưng mà cũng không có cảnh gì để quay. Cho nên trên clip thì mọi người sẽ không thấy cảnh đêm, rất là ít thấy cảnh đêm luôn. Mình chỉ có thể hiện một chút xíu cảnh đêm về cái đèn thôi. Để xong rồi đó. Đến ngày quay thứ 3 thì tụi mình bắt đầu mới quay những cái cảnh đầu tiên. Lúc đó là xe dơ quá trời luôn, là sáng mình phải dậy sớm nữa để mà đi rửa xe. Đúng là ở Phú Yên, không phải thành phố Hồ Chí Minh chứ. Đến 7-8 giờ thì chả chưa chỗ rửa xe nào mở cửa. Thế là tụi mình phải chờ đến 8 rưỡi thì mới có chỗ rửa xe. Rồi mình phải đi ăn sáng, xong rồi ăn sáng xong rồi về quay. Không, ăn sáng xong rồi đi rửa xe, rửa xe uống cà phê rồi mới về trước khách sạn để quay cái cảnh đầu tiên, cảnh mở đầu. Bởi vì lúc đó xe sạch rồi, chứ ngày hôm qua đi mưa quá, xe dơ quá, quay không được. Cho nên là cái ngày thứ 3 mới bắt đầu quay cái cảnh phân đoạn đầu tiên, mệt. Lúc đó là thấm mệt rồi và mưa nữa, mình cũng nản luôn, nhưng mà thôi thì có đến đâu hay đến đó thì chơi thôi, đã là chơi rồi mà, để chơi thôi. Thì lúc đó mình hơi cáu cáu một chút, sáng mình hơi cáu cáu một chút. Gì vậy Bill? Đang quay cảnh mở đầu ngày cuối cùng. Đang quay cảnh tình trạng. Ủa sao ngày cuối cùng mới quay cảnh mở đầu vậy? Tại vì thích. Đúng là ngày thứ 3 là mình plan rất là nhiều thứ để quay backup, nhưng mà cuối cùng cũng không quay được gì nhiều. Mình chỉ quay được cảnh mở đầu và mỗi cảnh mình ngồi thể hiện cái phần đuôi xe Hyundai thôi. Đó, thì mình cũng không quay được gì nhiều và mình cũng phải về lại Nha Trang để mà kịp chuyến bay vào buổi tối. Như các bạn thấy trên hình clip ra đẹp vậy thôi chứ ở ngoài quay rất là cực. Đó. Anh Táo. Anh Táo mà anh Táo ở cửa. Mãi chưa được ăn mẹ mà. À. Táo này chưa rửa đâu Mai à? Không sao. Bữa ăn trước khi team về lại Nha Trang. Đây là món lẩu mực. Đây các bạn sẽ không thể thấy mực được, các bạn chỉ thấy tôm thôi. Để tôi có tính hơn. Là bé Mai Xanh đang lọc hình để ban tổ chức. Nếu mà tới đây. Như các bạn biết là có ca sĩ Đen Vâu. Còn đây là anh anh Đen Thui của nhóm. Rồi tạm biệt anh. Chúng ta đã gặp lại nhau sau 5 giây. Dạ. Có gì không? Em muốn gì? Anh có muốn dạ. Ngày nào đó mình ra anh sẽ cùng em đóng thuyền bằng tình cảm của đôi ta. Anh không ngừng thả thính view dọc đường đó bạn. Cái đấy không phải là thả thính à, cái đó là cái gì đó, anh? Cái đó là tình cảm chân thành của anh dành cho view á. Người đâu có vợ chồng. Và sau đây các bạn sẽ đến với bài hát Sáng Mắt Chưa. Đó thì về đến Nha Trang thì cũng khá là mệt nhưng mà vui. Và nói chung là cái clip khi mà ra thì cái phần mà sau á, cái phần mà về mà bắt đầu dựng á mới bắt đầu mới gay go. Thì mình cũng thời gian dựng cũng gấp lắm, khoảng 5 ngày nữa là phải bàn giao clip cho ban tổ chức rồi. Cho nên là cái clip ra thì cuối cùng thì nó cũng wow, cả nhóm ưng ý. Còn cái bản rap mà nháp mà đầu tiên mà gửi ban tổ chức mình không thể nào chấp nhận được. Xong rồi tới cái đến nỗi mà mình phải nói bạn dựng phim mà phải làm trực tiếp bạn dựng đến 1-2 giờ sáng, xong rồi mới bắt đầu khi bạn nó xuất ra thì mình cũng thấy chưa có đã và chưa có thật sự là hay, và mình phải mất thêm cả ngày hôm sau nữa để mình chỉnh sửa bạn rất là nhiều thứ. Nhưng mà cuối cùng thì cũng may mắn là khi mà ra clip thì cả nhóm ai cũng ok, rất là vui. Và xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng với Bill trong clip lần này. Và hy vọng là chúng ta sẽ có những chuyến đi trong những hành trình sắp tới. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những vlog tiếp theo. Và các bạn hãy ủng hộ Bill trong những clip trong thời gian sắp tới nha. Bye bye.